Hello, xin chào tất cả các bạn nha các bạn ơi. Wow, ở đây có rất là nhiều xe bị cháy nè các bạn ơi. Wow, các xe ở chỗ này tại sao bị cháy nè? Wow, và có rất là nhiều xe tăng ở đây luôn. Mình là xe cứu hỏa đây các bạn ơi. Ok, để mình xịt nha. Có chỗ nào cháy thì mình xịt nha. Các bạn ơi, thì ra ở chỗ này có mấy chiếc xe tăng nè. Xe tăng của ai để đây nè các bạn ơi. Cảnh sát kia, cảnh sát thì nó là ăn cướp cảnh sát các bạn ơi. Ghê quá các bạn ơi, ăn cướp cảnh sát rất là ghê luôn. Ơi chết rồi, mình bị kẹt chỗ này rồi, mình bị kẹt chỗ này rồi. Mình phải đi chữa cháy thôi, ai cứu mình với, ai cứu mình với. Chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Anh cướp cảnh sát nó làm, nó cho mình kẹt chỗ này rồi, nó bắn mình kia rồi. Chữa cháy các bạn ơi, cháy rồi kia, chữa cháy thôi, dập lửa thôi. Ai cứu mình với, có ai cứu mình không? Chết rồi, xe cứu hỏa của mình bị nó bắn rồi, cháy rồi các bạn ơi. Để mình lùi lại mình chữa cháy thôi. Ơi, nó bắn mình kia. Ôi chết rồi, cháy cái nóc xe của mình rồi, rồi nó bánh mình lật xe luôn rồi. Rồi vậy thôi, vậy thôi, vậy thôi, vậy thôi. Rồi vậy được rồi các bạn ơi. Chết rồi, bốc cháy rồi. Ôi cháy cỏ rồi các bạn ơi. Cỏ bị cháy rồi, để mình xịt lửa chữa cháy cho cỏ nha. Ôi cỏ bị cháy rồi, rồi mình chữa cháy được rồi nè các bạn ơi. Đó, mình chữa cháy được nhiều rồi nè. Đó, chữa cháy cho cỏ thôi. Ôi cỏ trên đây bùi cháy hết rồi, được rồi, mình chữa cháy dập tắt cỡ lửa rồi kìa. Ấy các bạn ơi, mình dập tắt được lửa rồi, cháy lên đây hết trơn rồi nè. Wow, nó bắn ghê quá, cháy hết cỏ rồi, cái rừng cháy rừng đó rồi. Hên quá, mình dập tắt được cháy rồi. Ê, nó bắn tiếp kìa các bạn ơi, chạy thôi. Chạy thôi, chạy lên núi thôi. Ôi, ăn cướp cảnh sát, ui, nó bắn mình. Chạy thôi, trời, nó bắn nát xe rồi, đổ xe rồi. Ôi, lại cỏ lại cháy kìa, mình phải lại đi dập cỏ thôi, dập lửa thôi các bạn ơi, chết rồi, nè, cháy rồi nè. Ôi cháy rồi, anh cướp nó cháy rồi. Ôi nó cháy hết rồi các bạn ơi, chết rồi, cháy hết xe rồi kìa. Chạy thôi các bạn ơi. Ui ghê quá. Trời ơi, cái xe đây bị cháy nữa nè, để mình xịt nước nha. Ôi bên đây nữa nè, cháy rất là nhiều luôn nè. Ôi để mình xịt nước bên đây. Ôi đó, đây nè, cháy hết xe này rồi. Trời ơi, nó bắn ghê quá các bạn ơi. Ăn cướp nó bắn ghê quá, nhưng mà mình không thể mình bỏ đi được, mình phải chữa cháy thôi, không tội nghiệp. Tội nghiệp lắm mấy cái xe này, phải trời ơi cháy nhiều quá các bạn ơi, chết rồi, không kịp chữa cháy luôn rồi. Ui ơi, cháy quá trời luôn, nổ xe quá trời luôn. Đây nè, trên đây cháy nè. Ồ, ngay dưới chân xe của mình cũng cháy nè, xe ô tô màu trắng này cũng cháy luôn. Ui nó bắn mình ghê quá. Ui phải chạy thôi các bạn ơi, chắc phải chạy thôi. Rồi chữa cháy rồi, cỏ dập tắt được cỏ rồi, dập tắt được cháy ở trên cỏ rồi. Ui nhưng mà cái xe này lại cháy nè. Ơi xịt cho nó rồi, xịt cho nó rồi các bạn ơi. Ui vẫn còn cháy kìa, cái xe này cháy nhiều vậy, xịt nè. Rồi nó hết cháy rồi các bạn ơi, nhưng mà xe bên đây cháy nè. Trời ơi, xe bên đây bị cháy rồi, để xịt chưa, rồi xịt rồi các bạn ơi. Rồi ok, để mình lùi lại mình xịt nha. Ôi cháy nè. Ôi xe đi ra đi, cháy đó. Cảnh sát nó bắn, ăn cướp cảnh sát nó, xe tăng nó bắn cháy đó. Ôi xịt đi, xịt đi, xịt đi. Ôi rồi rồi, mình chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi. Chạy thôi, nó bắn mình. Ôi ôi chạy thôi, dí đi, dí đi, dí đi, dí được không, dí đi. Trời ơi, mình chạy lên đây thôi các bạn ơi. Ây ôi, nó ghê quá, nó đuổi theo mình kìa. Ôi, nó bắn mình kìa. Chạy thôi, không thò lờ nó bắn. Nó bắn ghê quá các bạn ơi, mình phải chạy nhanh thôi. Ây ơi, đây. Mình vòng qua đây các bạn ơi. Ai cứu mình với, ai cứu mình với. Mình có làm gì đâu, mình đi chữa cháy mà, ai cứu mình với. Rồi, chạy qua bên đây thôi các bạn ơi. Ôi nó bắn kìa, nó bắn ghê quá các bạn ơi, nó vẫn đuổi theo mình kìa. Chết rồi các bạn ơi, nó vẫn đuổi. Nó chặn đầu mình. Chạy thôi các bạn ơi, mình để mình leo lên núi nha, để leo lên núi chạy thôi. Ôi leo lên, cố lên. Ui không được, xe yếu quá, không có leo núi được các bạn ơi. Xe này yếu quá. Ôi chết rồi, bây giờ phải làm sao? Vòng lại thôi các bạn ơi. Các bạn chỉ đường cho mình để mình chạy đi đâu các bạn ơi, không biết đường chạy luôn. Ôi nó chặn đầu mình kìa. Ghê quá các bạn ơi, xe cứu hỏa mình đi làm nhiệm vụ chữa cháy mà nó đuổi theo mình, mình đâu có làm cái gì xấu xa đâu. Chạy thôi, ghê quá các bạn ơi. Kia có một tòa nhà kìa, để mình sẽ đi vô tòa nhà đó nha. Ây, đúng rồi các bạn ơi, mình chạy qua đây thôi, rồi mình chạy thoát nó rồi các bạn ơi. Hên quá, mình chạy thoát được cái xe của nó rồi mà. Ôi các bạn ơi, ôi bên kia kìa, có một con sông, mình sẽ bay qua con sông này nha. Bay quá, bay quá. Ôi các bạn ơi, mình bay qua rồi. Ơi đây hình quá, có một cái sân bay ở chỗ này, để mình vô sân bay này nha. Các bạn thấy ở dưới sân bay này, thấy các bạn thấy không? Hình quá, mình chạy thoát khỏi thằng ăn cướp cảnh sát, nó ghê quá các bạn ơi. Rồi ở đây mình thấy có cái gì đây nè, để mình bay vô trong nha.
Ơi, mình hạ cánh xuống sân bay an toàn rồi các bạn ơi. Ấy, lật rồi, không sao. Rồi, được rồi các bạn ơi. Thì ra là đây là một sân bay quân đội các bạn ơi. Để mình chạy lên đây nha. Trời ơi, anh cướp cảnh sát nó đuổi theo mình ghê quá các bạn ơi. Đây có rất là nhiều xe nè. Để mình chạy vô đây mình đổi xe nha. Chạy vô đây các bạn ơi. Ôi, ở đây có xe tăng nữa kìa các bạn ơi. Có xe tăng, ơi nó lại bắn mình. Xe tăng nó bắn mình. Chết rồi, mình đi nhầm vô khu quân đội rồi các bạn ơi. Chết rồi, khu quân đội của ăn cướp cảnh sát. Phải chạy nhanh thôi. Chạy nhanh thôi. Mình phải đổi xe khác đi các bạn ơi. Ê, mình có xe này nè. Mình lấy xe tăng đi. Mình lấy xe tăng ra mình bắn nó luôn các bạn ơi. Mình không sợ nó đâu. Đấy, xe tăng đây rồi. Bắn nó nè. Ôi, xe cứu hỏa của mình kìa. Ôi, ghê quá, nó bắn ghê quá. Bắn lại luôn nè, bắn bắn luôn nè. Bắn đi, bắn nào. Rồi xe nó bốc cháy rồi. Xe nó bốc cháy rồi các bạn ơi, để mình xuống. Mình xuống thôi các bạn ơi, mình xuống mình đổi xe cứu hỏa mình chữa cháy cho nó. Nó bắn mình. Để từ từ để mình chữa cháy cho chứ đừng có bắn mình. Trời ơi, nó bắn mình bốc cháy luôn rồi. Chết rồi, không sao, mình là siêu nhân. Mình chạy được các bạn ơi, chạy được, chạy 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 rồi chạy đi, nó bắn được kia, nó bắn kia, chạy chạy. Chạy, chạy vô xe cứu hỏa đi. Trời ơi, không kịp vô luôn. Trời ơi, vô xe cứu hỏa để chữa cháy thôi. Vô xe cứu hỏa đi. Ôi, vô rồi, hên quá các bạn ơi. Rồi, chữa cháy đi. Cháy quá trời là cháy nè. Ôi, cháy nhiều quá các bạn ơi. Ôi, chỗ này cháy nhiều quá. Để chữa cháy đi, không thôi là cháy nhà đó. Chữa cháy xe tăng này bị cháy rồi nè. Đó, xe tăng này cũng cháy rồi. Ôi, xe tăng này bị cháy rồi nè. Lùi lại để chữa cháy cho xe tăng nha. Ui, lùi lại đi. Rồi, được rồi. Rồi, để chữa cháy cho xe tăng nè. Ok. Rồi, chữa cháy xe tăng. Rồi, ok các bạn ơi, xe tăng nó bớt cháy rồi. Để mình lên máy bay trực thăng này mình đi thôi các bạn ơi. Mình ở đây là nó bắn mình đó. Leo lên, leo lên. Rồi, đi thôi. Rồi, mình lên cái là máy bay trực thăng đổi màu lên. Ok. Đi nào, đi nào. Ôi, nhanh nhanh, chạy nhanh không, nó bắn. Ôi, hên có bay lên được rồi các bạn ơi. Rồi, đi thôi. Đi thôi đi. Ôi trời ơi, chưa bay được cái gì hết là nó bắn cho nát rồi các bạn ơi. Chết rồi, nhảy ra ngoài thôi, nhảy ra ngoài thôi. Chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi để mình lấy máy bay trực khe thăng khác. Mình cũng có máy bay trực thăng đó các bạn đây nè. Ê, mình lấy máy trực thăng này mình bay lên cho dễ nha. Rồi, máy bay trực thăng của mình nè. Ồ, cái máy bay trực thăng kia nó bắn nát rồi. Rồi mình đi thôi các bạn ơi, đi nào. Ôi, tung vô cái cột điện này luôn. Ôi, tôi bay xuống. Ôi, tung như cái máy bay của nó rồi các bạn ơi. Mình không biết lấy máy bay trực thăng. Ôi, lại. Bay lên. Mình lật rồi, chết rồi. Phải đổi máy bay khác thôi. Ôi, nó bắn ghê quá. Nó bắn nổ cái máy bay to luôn rồi. Trời ơi, nó mình văng luôn các bạn ơi. Để mình đổi máy bay trực thăng khác nha. Đây rồi, bay thôi các bạn ơi. Máy bay trực thăng này dễ bay hơn nè. Máy bay trực thăng này chiến đấu các bạn ơi. Máy bay trực thăng chiến đấu nè. Có súng nè. Bắn nó đó các bạn thấy chưa. Rồi xuống bắn luôn, bắn 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 nè, bắn nó nào, bắn đi thấy chưa. Máy bay trực thăng này bắn rất là mạnh luôn các bạn ơi. Ok, chúng ta đi thôi, bắn đi. Mình phát hiện ở dưới đây có một, để mình hạ cánh đây có một chiếc máy bay kia kìa các bạn ơi. Để mình bay ra nha. Đó, đây máy bay nè các bạn ơi, đây máy bay này nè. Rồi hạ cánh xuống, hạ cánh xuống, hạ cánh xuống. Ok, mình đi ra ngoài các bạn ơi. Nhảy ra đây có một chiếc máy bay chiến đấu nè, chạy nhanh lên, chạy nhanh lên. Đây là máy bay chiến đấu nè các bạn ơi, mình leo lên máy bay chiến đấu này nha. Ok, đi nào, leo leo lên, leo lên. Coi chừng xe tăng nó bắn đó. Rồi được rồi, leo lên được rồi. Xe tăng nó chạy rồi, đập cửa đi vô luôn. Đó các bạn nhìn nè. Phóng tên lửa nha. Phóng tên lửa nè. Được chưa, phóng tên lửa, phóng, ai đứng đây là bắn chết hết luôn. Đó phóng tên lửa nè. Ôi, vô vô lại vô lại vô lại vô lại. Nhảy ra làm gì, nhảy ra làm gì. Ôi vô lại. Ui, nó bắn mình kìa, nhảy vô. Rồi bắn nào, bắn đạn nè các bạn ha, bắn đạn nè. Phóng tên lửa nè, phóng tên lửa, phóng tên lửa, phóng tên lửa. Phóng tên lửa. Phóng tên lửa, phóng tên lửa, phóng tên lửa, phóng tên lửa. Ui, cháy máy bay rồi, bay thôi, chạy thôi các bạn ơi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Lên nào, hên quá, lên đi. Mà máy bay bị cháy rồi các bạn ơi. Chết rồi, máy bay bị cháy rồi, không sao. Mình sẽ bay vòng giờ mình phóng tên lửa nó nha. Ok. Phóng tên lửa nó đi, phóng tên lửa. Lên 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 lên. Ôi, nổ máy bay rồi các bạn ơi. Thôi mình không biết lái máy bay này, thôi mình kết thúc video nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.